Mọi người, lại là Hạnh đây. Hôm nay nhân dịp Halloween, mình sẽ hướng dẫn mọi người móc một chiếc nhẫn hình mắt người như thế này nha. Với chiếc nhẫn ngày hôm nay thì làm rất là đơn giản và nguyên liệu cũng là rất là dễ kiếm. Hy vọng là mọi người sẽ có một mùa Halloween vui vẻ nhé. Nguyên liệu mình sẽ sử dụng đó chính là len Mew 50g. Mọi người có thể sử dụng bất cứ loại len sợi nào. Và mọi người cần có cho mình hai màu cơ bản, đó là màu đen và màu trắng. Ngoài ra thì mọi người cần có thêm một màu để làm mắt. Thì theo mình thấy thì là màu đậm sẽ đẹp nhất. Như mình ở đây có xanh, đỏ, vàng, tím này. Đó, rất là nhiều màu. Thì mọi người có thể chọn ra cái màu mà mọi người thích nhất nhé. Ngoài ra để nhồi cho cái mắt này thì mọi người cần phải có bông nha. Và cái phần thân của chiếc nhẫn mình sẽ sử dụng cái kẽm nhung nha mọi người. Cái này mọi người có thể tìm rất nhiều trên phụ liệu DIY hoặc là cửa hàng của mình cũng có bán nhé. Kim móc thì mình sẽ sử dụng kim móc 2.5mm, kéo, kim khâu. Đó là những nguyên liệu rất là cơ bản. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau bắt đầu làm chiếc nhẫn ngày hôm nay nhé. Là mình sẽ hướng dẫn mọi người làm cái phần mắt này nhé. Cái này mình cũng đã hướng dẫn ở trong một cái video làm cái mũ lâu rồi. Nhưng bây giờ mình hướng dẫn lại nha. Mình sẽ sử dụng màu đen ở chính giữa nhé mọi người. Các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn ma thuật. Kim móc 2.5mm nhé. Móc lên một mũi bính. Móc vào trong vòng tròn cho mình 6 mũi đơn. Sau khi đã được 6 mũi đơn thì mọi người rút cái dây này vào. Và cuối cùng là các bạn sẽ trượt vào chân mũi đầu tiên. Cái chân mũi đơn đầu tiên là mọi người đã móc ạ. Trượt kéo qua. Như vậy là các bạn đã hoàn thành xong cái hàng đầu tiên. Móc lên một bính và cắt len đi. Tiếp tục nha. Tiếp theo là mình sẽ chọn cái phần màu ở ngoài. Thì bây giờ mình sẽ chọn màu xanh đi. Với làm cái mắt này này thì mọi người làm màu càng đậm thì càng nổi nha mọi người. Không biết là cái dây đâu. Đây. Cái này mọi người chỉ cần một chút len vụn thôi cũng đã làm được rồi. Mọi người tìm cái mũi trượt đầu tiên lúc nãy mọi người đã móc ấy. Các bạn kéo len vào này. Cái chân mũi là lúc nãy mọi người đã trượt ạ. Tiếp theo móc lên một mũi bính. Móc vào chính cái chân mũi đấy. Một mũi đơn. Móc thêm một mũi đơn nữa vào chính chân mũi đó. Như vậy là mọi người đã được một mũi tăng. Mũi tăng tức là từ một mũi đơn mọi người sẽ móc vào hai chân như vậy. Chân mũi bên cạnh cũng móc một mũi tăng. Chân mũi bên cạnh cũng móc một mũi tăng. Như vậy các bạn đã có 6 mũi. Tiếp tục. Tương tự. 8 mũi. Mười mũi. Và mũi cuối cùng. 12 mũi. Sau khi đã được 12 mũi như thế này, mọi người sẽ trượt vào chân mũi đơn đầu tiên ở đây. Móc lên một mũi bính và lại cắt len đi. Như vậy là mình đã được phần lõi ở phía bên trong. Tiếp theo mình sẽ tiếp tục làm phần thân nhé. Thân thì mình sẽ làm màu trắng. Vẫn là tại cái vị trí đó nha mọi người. Móc lên một bính. Hàng này mình vẫn tiếp tục tăng mũi nha. Chân đầu tiên mọi người móc mũi đơn.
Chân số 2 móc mũi tăng. Tiếp tục đơn, tiếp tục tăng. Tức là mọi người sẽ móc là cứ một mũi đơn thì một mũi tăng. Đơn, tăng. Tăng là mọi người sẽ móc hai mũi đơn chung vào một chân nha mọi người. Tăng, đơn, tăng. Hai mũi nữa nha. Đơn và cuối cùng là tăng. Và tổng số chân mũi hiện tại của mọi người sẽ có là 18 chân mũi. Các bạn sẽ trượt vào chân mũi thứ nhất, móc lên một bính và sang hàng tiếp theo. Bây giờ mọi người sẽ móc từ hàng thứ tư đến hàng số 6 là 3 hàng, không tăng không giảm 18 chân mũi, thì tạo ra được cái phần thân của cái mắt này. Mọi người móc toàn bộ là mũi đơn, và cứ mỗi một hàng thì sẽ có 18 mũi đơn. Mọi người móc hết đến hàng số 6 và mình sẽ gặp lại mọi người ở hàng số 7, số 8 nha cả nhà. Khi mà mọi người đã móc được 3 hàng không tăng không giảm, mọi người thấy không? Đó, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục vào hai hàng cuối cùng, hàng giảm. Cái chỗ bên trong này mọi người cứ để đấy, không cần cắt đâu mọi người ạ. Để đấy để mình tí nữa nhồi bông luôn. Bây giờ mọi người sẽ móc một mũi đầu tiên là mũi đơn nhé. Mũi tiếp theo các bạn sẽ móc cho mình mũi giảm. Các bạn lấy cạnh của hai chân mũi kéo qua một lần. Như vậy là các bạn đã được một mũi giảm. Mình sẽ tiếp tục thực hiện một đơn, rồi lại một giảm. Sau khi đã giảm xong thì lại tiếp tục đơn, rồi lại giảm. Đơn, giảm. Đơn, giảm. Đơn. Và mũi cuối cùng là mũi giảm. Sau khi xong các bạn trượt mũi, móc lên một bính. Tiếp theo bây giờ mình sẽ vào hàng cuối cùng. Ở hàng cuối cùng thì mọi người sẽ móc toàn bộ đều là mũi giảm giúp mình nhé. Toàn bộ đều là mũi giảm. Mình cứ lấy hai cạnh của hai chân mũi và móc một mũi giảm. Sau khi mà mọi người móc xong được khoảng 3 mũi giảm, thì mình sẽ nhồi bông. Ba mũi giảm này bây giờ mình sẽ nhồi bông. Mình sẽ dùng một chút bông. Tốt nhất là mọi người nên có cái nhíp để nhồi bông ấy. Mình thì chưa nhập về. Thông thường là những cái thứ đấy thì mình thấy nó không cần thiết ấy. Có thì cũng tốt thôi mọi người ạ, nhưng mà không có thì cũng không sao, thì làm thủ công như mình cũng được. Nhưng mà tốt nhất là nên có nhíp. Nếu như bạn nào mà kiểu chuyên nghiệp về làm thú ấy, thì những cái chi tiết nhỏ, ví dụ như là chân tay, đầu, mỏ, hoặc những cái thứ nói chung là cần cái chi tiết nhỏ như thế này mà nhồi bông ấy, thì có cái nhíp nó rất là tiện luôn. Đó. Sau khi xong, mọi người nhồi vừa vừa thôi nhá, không cần quá là căng, nhưng mà cũng phải đầy đặn một chút, không thì mắt nó sẽ bị xẹp. Tiếp theo còn 3 mũi cuối cùng là 3 mũi giảm. Mọi người móc nốt. Hai mũi giảm. Và mũi cuối cùng. Và trượt. Móc lên một bính. Với cái mắt mà mọi người chỉ để trang trí hoặc làm hoa tai thì các bạn sẽ để dây ngắn thôi. Mọi người
để dây ngắn thôi. Nhưng mà với làm nhẫn thì mọi người để dây dài một đoạn nhá, để tí mình khâu ấy, cố định. Như vậy là mình đã được một chiếc mắt như thế này. Đó, mình có rất nhiều màu ở đây. Đó, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn mọi người để mọi người làm nhẫn nha. Rồi sau khi mà mình đã được hai chiếc mắt như thế này thì mình sẽ dùng một cây kẽm nhung nha mọi người. Mình chập nó vào. Tại vì nếu như mà để một cộng dài luôn như thế kia thì mình thấy nó dài quá. Mình xoắn nó vào như này. Sau đó là mình sẽ nhồi vào đây. Đây như này. Đây là cả nhà sẽ dùng cái kim. Các bạn khâu vào. Đó lý do tại sao mà mình cần phải để cái cộng dây nó dài. Đó, sau đó mình khâu để cho chắc chắn. Nói chung là mọi người đừng để nó đến mức là nó bị tụt cái mắt là được. Như vậy thì còn càng kinh dị hơn mọi người ạ. Đây, đó mình không nhất thiết là dùng đến nhiều len như vậy đâu. Đó, đầu này thì mình nhồi vào phía này. Sau đó mình cũng khâu vào nhá. Sau đó mình sẽ được cái nhẫn này rồi. Rồi như vậy là mình đã được cái nhẫn. Mình đeo ngón này đi. Nhưng mà bây giờ mình thấy là nó vẫn chưa đủ kiểu đẹp lắm ấy mọi người. Thì mình sẽ trang trí bằng cách khâu cái chỉ đỏ vào xung quanh để cho nó giống cái mạch máu ở quanh mắt đấy nhá. Làm mọi người sẽ lấy một cái sợi len đỏ. Sau đó là mọi người sẽ lấy một cộng hoặc hai cộng thôi. Mình nghĩ là lấy một cộng thôi. Như vậy là mọi người đã có một sợi chỉ đỏ rồi. Sau đó mình sẽ thêu xung quanh đây. Cách làm ý là mọi người sẽ thêu làm sao để cho nó thành cái đường mạch máu. Mình ý thì mình nghĩ là mọi người sẽ khâu từ dưới này này. Mọi người đưa lên nó thành như kiểu cái bông hoa ấy. Những cái cánh nó sẽ vắt vẻo bên này thành cái mạng nhện này. Nói chung là cái này thì tùy cái ý thích của cả nhà nhá. Mình minh họa cho mọi người một chút. Kiểu như này này, đó. Đây. Đó, đó kiểu kiểu như này này mọi người. Mọi người thấy nó ra hình chưa? Mọi người không cần kéo chặt quá đâu nha. Tại vì là cái này thì nó không dễ bị tụt ra đâu. Đó. Cái dài cái ngắn. Trang trí rất là đơn giản đúng không? Cái chỉ mình để hơi ngắn. Vắt qua vắt lại nữa nha. Rồi, bây giờ mình sẽ thực hiện khâu nốt và cho mọi người xem cái phần nhẫn của mình nhé. Như vậy là mình đã hoàn thành xong chiếc nhẫn ngày hôm nay rồi. Mọi người có thể đeo, sau đó xoắn lại như thế này. Đó, chỉnh kích cỡ, tại vì là cái này nó là kẽm nhung với mọi người thì có thể dùng rất là nhiều lần, rất là xinh đúng không? Ngoài ra thì ví dụ như mọi người có cái phôi để làm hoa tai ấy, thì mọi người có thể làm cái này làm hoa tai cũng rất là yêu đó. Và mình còn có hướng dẫn một cái mũ hình đầu quái vật mà trước đây mình cũng đã hướng dẫn rồi. Nếu mà mọi người muốn tham khảo mọi người có thể xem lại nha. Cái đấy cũng là một chủ đề của làm Halloween cũng rất là hay. Hy vọng là mọi người sẽ thích video lần này. Hãy làm và tặng cho các bạn bè của mình mỗi người một chiếc nhé. Tại vì làm rất là đơn giản và nguyên liệu rất là dễ kiếm. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo. Bye bye.